Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình. Và ngay bây giờ sẽ là những bản tin đến từ thành phố Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ Tây Saffron, Mở đầu phần tin đến từ thành phố Denver cho biết rằng một cô giáo không may tử vong vì bị nghi ngờ nhiễm trùng màng não. Cô Maddie Smith, giáo viên tại trường trung học Eagle Christ, vừa qua đời vào cuối tuần qua và bị nghi ngờ là tử vong vì nhiễm khuẩn do vi khuẩn viêm màng não dựa trên những triệu chứng phù hợp với căn bệnh này. Bệnh viêm màng não dễ lây nhiễm, có thể phải vào bệnh viện, nên học khu chánh đó chính là Cherry Creek đã hủy bỏ các hoạt động cũng như là thể thao trong buổi chiều ngày thứ ba 11 tại tháng 4. Đồng thời hủy bỏ các lớp học cũng như là các hoạt động trong những ngày tiếp theo. Các bệnh viêm màng não được xem là bệnh nhiễm trùng màng bảo vệ tủy sống và não, khiến cho màng này bị sưng, chèn ép vào tủy sống hoặc là não đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Những triệu chứng này sẽ ra đột ngột và diễn biến xấu rất nhanh. Trong lá thư của học khu gửi đến cộng đồng tại địa phương, cũng như là Sở Y tế Công Cộng cho biết rằng các giới chức sẽ hoàn thành việc truy tìm người tiếp xúc nhằm xác định phương thức phòng ngừa tiếp theo. Ông Andre Nelson, quan chức thuộc Sở Y tế của quận Arapaho cho biết rằng chúng tôi vẫn đang xem xét để theo dõi liệu ai có những triệu chứng bị phơi nhiễm căn bệnh này hay không. Và phải mất từ 1 tới 10 ngày thì các giới chức mới có thể tìm hiểu và biết được các triệu chứng Thế nhưng các triệu chứng cũng sẽ xuất hiện trong vòng từ 3 tới 4 ngày. Học sinh tại trường trung học Eagle Christ sẽ dự thi bài kiểm tra PSAT và SAT trong ngày thứ tư 12 tháng 4, nhưng sẽ phải đổi lại trong ngày khác, bởi vì trong ngày này thì các giới chức thực hiện việc kiểm tra vi khuẩn trong khuôn viên của nhà trường. Sẽ còn bản tin có liên quan tới thời tiết cho biết rằng trời nóng kỷ lục và nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra tại thành phố Denver. Nhà ký tượng quốc gia vừa đưa ra thông báo rằng khí hậu hanh khô và trời nóng ngay tại khu đô thị Denver với nhiệt độ lên đến 84 độ trong ngày thứ Tư 12 tháng 4 vượt qua kỷ lục cũ là 79 độ trong năm 2018. Các nhà dự báo thời tiết cũng cho biết rằng nhiệt độ cao vượt qua những kỷ lục cũ tại nhiều địa điểm chung quanh miền đông của tiểu bang Colorado như là khu vực dọc theo rặng núi French Range. Có khô khu vực này đã bị gió mạnh với vận tốc 35 dặm trên một giờ thổi đi khắp nơi. Và điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn. Nhà khí tượng quốc gia đã ban hành khuyến cáo cờ đỏ về hỏa hoạn bắt đầu từ trưa ngày thứ Tư 12 tháng 4 và tại các vùng ở dưới chân núi phía tây Denver như là Castle Rock, Colorado Springs và phía đông của vùng đồng bằng cao. Đây là ngày thứ hai liên tiếp mà các giới chức ghi nhận rằng trời nắng và nóng hơn 60 độ. Ngày thứ ba 11 tháng 4, thì Sở Kế tượng Quốc gia cũng thông báo rằng khu đô thị Denver đã ghi nhận lên tới 85 độ, vượt quá kỷ lục 82 độ vào năm 1982. Riêng khu vực miền đông của tiểu bang có nơi ghi nhận lên đến 90 độ. Khoảng 12% các khu vực ở dưới đồi núi và vùng đồng bằng cao có thời tiết hành hao, nhiều có khô và ẩm thấp. Đây được xem là điều kiện thuận lợi dễ xảy ra hỏa hoạn. Thời tiết này kéo dài tới ngày thứ năm 13 tháng 4 trước khi nó chuyển sang không khí thoáng mát hơn vào ngày thứ sáu 14 tại tháng 4 và những ngày cuối tuần. Có thể mưa rào sẽ xảy ra từ ngày thứ sáu 14 tây tháng 4. Tiếp đoạn bản tin về việc quyên góp hơn 100 người Mỹ Kim dành cho cựu tài xế xe bus chở học sinh. Theo một đoạn video quay lại cảnh bà Amherst Jackie Miller, cựu tài xế lái xe bus đưa đón học sinh, nói như hát vào mặt trẻ em vì cho rằng chúng thiếu tôn trọng người cao niên. Đoạn video này đã được nhanh chóng lan truyền và thuốc sự chú ý của người dân trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Liền ngay sau đó, một trang GoFundMe đã được thành lập tính đến tối ngày thứ Ba 11 tháng 4, đã quyên góp được hơn 108.000 Mỹ Kim dành cho bà Miller. Khi biết tin này, thì bà nói rằng, tôi chỉ là một người tài xế cao niên lái xe bus, không ngờ lại được công chúng thực hiện một nghĩa cử tuyệt vời và đáng cảm phục. Riêng ông Jack Groff ở Vermeulen là người thực hiện chiến dịch gây quỷ không hề biết bà Miller là ai. Thế nhưng ông từng nhìn thấy một số vấn đề như vậy trên xe đưa đón hai người con 7 và 8 tuổi đến trường. Những người ủng hộ đã quyên góp vì muốn biểu dương sự cống hiến trong công việc của bà Miller và vì họ hiểu được sự thất vọng của bà trước thái độ vô lễ của nhiều học sinh trong thời điểm hiện nay. Công ty may mặc Lake ở Vermilion đã thiết kế một chiếc áo t-shirt để bình danh bà Mueller. Họ bán được 5.000 chiếc áo. Mỗi lần bán như vậy, họ sẽ trích 5 Mỹ Kim vào quỹ dành cho bà. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận hành vi phản kháng của bà đối với học sinh. Một người có tên là Mary đã nhận xét rằng, Cô vui mừng vì người không phù hợp về mặt y tế và tinh thần như bà Mueller không còn được học khu tránh tuyển dụng không được phép tiếp cận trẻ em khi bà thể hiện thái độ phi lý về mặt cảm xúc đối với các em. Một người khác có tên là David thì lại chia sẻ rằng bà Miller nên về hưu hoặc là bị sa thải càng sớm càng tốt, bởi vì không ai kỳ vọng trẻ em biết nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn của bà là gì, chỉ nhìn thấy trong video những hình ảnh bà đã tấn công trẻ em một cách bạo lực. Tiếp nói bản tin về hành trình ảo giác của tiểu bang Colorado bắt đầu vào tuần này. Theo thông tin cho biết rằng bắt đầu từ ngày thứ năm 13 tháng 4, khoảng 15 nhà tư vấn thuộc Ủy ban Cố vấn Y học Tự nhiên lần đầu tiên sẽ gặp gỡ và đưa ra nhận xét của họ đối với công chúng về việc phát triển các chất gây ảo giác hợp pháp kể từ khi họ được thống đốc Jared Polis bổ nhiệm thực hiện kế hoạch này. Theo các thành viên thuộc Ủy ban Cố vấn Y học Tự nhiên, được xem là đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập ngành công nghiệp trị liệu có sự hỗ trợ của chất gây ảo giác psilocybin của tiểu bang sẽ đưa ra những khuyến nghị cho Dora. Đây là bộ điều hành các cơ quan khi họ soạn thảo quy định về việc quản trị, sản xuất, thử nghiệm, ứng dụng psilocybin và psilocin, hai hợp chất thần kinh trong nấm ma thuật. Họ sẽ đưa ra hàng loạt đề nghị đầu tiên trong ngày 30 tháng 9, và rồi sau đó các cơ quan chức năng sẽ tính toán và áp dụng những quy định này đồng thời bắt đầu chấp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép trước ngày 30 tháng 9 của năm 2014. Những quy định có liên quan tới tiêu chí đào tạo và trình độ của người hướng dẫn sẽ sớm được phê duyệt trước ngày 1 tháng Giêng của năm 2014. Những người xin cấp giấy phép có thể hoàn thành các chương trình đào tạo cần thiết và nộp hồ sơ trước ngày nói trên. Đầu tháng Giêng năm nay, tờ Nhật báo The Denver Post muốn phỏng vấn tất cả 15 thành viên của Ủy ban Cố vấn Y học tự nhiên. Thế nhưng có 7 người đã từ chối, hai người thì không thể liên lạc, trong khi những người còn lại thì không trả lời. Văn phòng thống đốc cũng từ chối cung cấp thông tin về những người được bổ nhiệm trước khi được Thượng viện của tiểu bang phê duyệt vào ngày 17 tháng 3 với lý do cần bảo đảm tính liêm chính của ủy ban. Sẽ có bản tin về triển lãm xe hơi Denver tại trung tâm hội nghị tiểu bang Colorado. Sau 4 năm tạm đình chỉ, chương trình triển lãm xe hơi đã bắt đầu trở lại trung tâm hội nghị tư bằng Colorado ngay tại thành phố Denver. Đây là sự kiện triển lãm xe hơi lâu đời xếp hạng thứ ba tại Hoa Kỳ, bắt đầu từ ngày thứ Tư 12 tháng 4 cho tới ngày Chủ nhật 16 tháng 4. Được biết rằng chương trình năm nay có hơn 20 loại xe và cả đường chạy thử xe trong nhà dành cho những người đam mê xe thuộc mọi lứa tuổi. Các nhà chế tạo xe hơi tham dự cuộc triển lãm gần này gồm có Chevrolet, Toyota, Hyundai, Lexus, Ford, Kia, Honda, Nissan, cũng như nhiều hãng xe nổi tiếng khác. Ngoài ra, cũng có các thương hiệu xe sang trọng như là Ferrari, Bentley, McLaren, Aston Martin và có cả Lamborghini. Được biết, chủ đề triển lãm năm nay nhấn mạnh đến các loại xe chạy bằng điện đang ngày càng phổ biến tại tiểu bang Colorado. Bà Carol Spratley, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Đại lý Xe hơi tại tiểu bang Colorado cho biết rằng, Chúng tôi rất vui mừng khi được chia sẻ những tiến bộ về sự phát triển của xe hơi, cũng như là việc nó hỗ trợ năng lượng sạch, hiệu suất được cải thiện. Khách tham dự sẽ hài lòng khi nhìn thấy những chiếc xe mới được sản xuất, cũng như sẽ có cảm giác thoải mái khi được lái thử những chiếc xe mới và tiện dụng nói trên. Nếu như muốn có vé vào xem triển lãm, những người yêu thích xe hơi nên vào trang web có tên là Denver autoshow.com để tìm kiếm vé. Ngoài ra còn có vé giảm giá dành cho người cao niên được bán trong ngày thứ tư 12 tháng 4 và vé bán nửa giá dành cho quân nhân và cựu chiến binh được bán từ ngày 13 tây tháng 4. Triển lãm xe hơi Denver được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1903 và các buổi triển lãm khác diễn ra tại thành phố New York từ năm 1900 và tại Chicago từ năm 1901.